Sáng ngày 17 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Cọc đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Sở Cơi, huyện Sa Thầy. 9 tháng của năm 2021, Đảng ủy xã Sở Cơi tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn. Hiện nay, Đảng bộ xã có 134 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Công tác phát triển đảng viên luôn được địa phương quan tâm thực hiện. Đến giữa tháng 9, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt hơn 27 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 12%. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Ngọc đề nghị đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn xã tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, thường xuyên bám sát địa bàn để nắm bắt tình hình an ninh chính trị tại địa phương, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên tại các thôn làng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để bà con nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, Đảng ủy xã cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cải tạo vườn tạp và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, quan tâm thành lập các hợp tác xã và tạo mọi điều kiện để hợp tác xã phát triển. Về lĩnh vực giáo dục, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Học chỉ đạo địa phương tiếp tục vận động nguồn xã hội hóa, đảm bảo các trường học đều có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách vở khi đến trường. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Học đã đến thăm trường tiểu học Rờ Cơi.